Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Barbie Chocolate nha bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tôi đang mang tắt chatbot. Rồi bấm join này group. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join đến group nè. Rồi bấm đáp nè, join tiếp kênh seller nè. Trên tờ Twitter follow và delete bot nữa. Trên tờ Twitter này mình theo dõi nè các bạn, mang like nè, các bạn tạo tweet lên bài viết của nó nè, like nè, tạo tweet lên bài này đi. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè, follow Facebook nè, subscribe YouTube, join kênh channel nè. Rồi bấm vào Research nha bạn. Rồi các bạn lưu cấp tra radio và máy thu băng. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ mình không mang vào nữa. Sau đó các bạn gọi địa chỉ bên B sang máy trên Bet 20 trên chocolate của các bạn nha bạn. Tiếp tục các bạn submit đường link profile tại Twitter mình nè. Các bạn mở Twitter mình ra nhấp theo 3 gạch phụng nhấp vào chia sẻ. Sau đó sẽ kết liên kết ra cho bot. Rồi submit link retweet. Rồi các bạn nhấp vào đây đi các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó các bạn mở Twitter mình ra nè. Rồi các bạn chia sẻ nè. Các bạn chia sẻ bài nào ta. Rồi các bạn chia sẻ các bạn nào nè. Sao chấp linh gạt nè, gọi là chấp bót nè. Sau đó các bạn họ có phần trên Facebook còn bấm ai hiểu cho nét nè. Tiếp tục submit đường link profile Facebook mình nè. Thì các bạn lướt trên đây nè. Nhấp vào đây nè. Trên Facebook nó thì bạn bấm thích nha bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây nè. Các bạn thích cái bài luôn đi, các bạn chia sẻ công khai luôn đi. Rồi sau đó các bạn nhấp vào mũi tên, không dạy avatar của mình, nhấp vào ba gánh cùng nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè, cái là chatbot nè. Rồi nó có subscribe cái đít thêm mail cho nét nè. Rồi gửi đường link cái đít thì các bạn nhấp vào bên đây nè. Nhiều cái đít nè các bạn. Trên cái đít các bạn bấm vào follow các bạn. Rồi các bạn like luôn nè. Rồi các bạn nhập vào ba gánh cùng nè. Nhập vào avatar của mình nè. Nhập vào ba gánh cùng nè. Các bạn sao chép đường link dịch mình lên. Gọi là chatbot nè. Rồi nó có subscribe YouTube bấm my help cho net nè các bạn. Rồi gọi đường link là YouTube cho nó nè. Nước lại các bạn. Trên YouTube nè các bạn nhập vào một subscribe nè. Rồi các bạn đăng ký kênh YouTube nha bạn. Sau đó bạn bắt đập. Rồi các bạn nhập vào ảnh avatar kênh YouTube mình. Rồi nhập vào ba gánh cùng nè bạn. Nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép đường link YouTube mình. Gọi là cho bot nè. Rồi nó có join kênh channel không thì bạn vô đây kiểm tra. Có join thì bấm my hero cho net. Rồi bấm my hero cho net. Rồi bấm menu. Rồi bấm mi balance. Ok, mình đã nhận được 30 top cần TPKT nè các bạn. Rồi các bạn nhấn lên dép chia sẻ trong bè người thân chính thức cần các bạn. Vậy video mình đã đến với top mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.